quý vị khán giả đã đến với chương trình Lắng Nghe Hạnh Phúc được phát sóng mỗi ngày trên kênh HTV9 vào lúc 7 giờ 15 phút sáng. Thưa quý vị, không chỉ là sống chung với mẹ chồng mới nảy sinh ra mâu thuẫn, mà ngay cả việc sống chung với mẹ ruột đôi khi cũng gây ra không ít phiền lòng bởi sự quan tâm, lo lắng mà quá mức cần thiết của người mẹ dành cho con gái ruột của mình, mặc dù là cô ấy đã có gia đình rồi. Cụ thể như thế nào thì mời quý vị cùng lắng nghe chia sẻ của tiến sĩ tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu đến từ trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào anh Hiếu ạ. Xin chào Thảo Ly. Xin chào quý vị khán giả. Và bây giờ xin mời quý vị theo dõi đoạn tiểu phẩm sau. Ủa, đi làm mới về hả con? Dạ, con mới về thôi má. Mà hôm nay chủ nhật con đi đâu vậy? Thì con đi gặp đối tác. Sáng nay con vừa mới nói với má rồi mà. Nhiều khi á má thấy con ngủ dậy mùng mền chiếu gối con cũng không xếp nữa. Thì tại vì sáng nay con đi làm vội quá cho nên con quên. Từ từ thì con xếp mà. Còn với mình nha, y chang nhau hả? Chỉ có nó mới chịu được cái tính khí của con thôi. Thôi mà má, má cứ nói hoài những chuyện đó làm gì vậy? Trời ơi, thì nhà cửa mình phải thu dọn sạch sẽ, đâu ra đó đàng hoàng, không có được bừa bộn nghe không? Thì từ từ thì con xếp gọn lại mà. Từ từ cái gì mà từ từ? Nè, lúc này bộ công việc của con nhiều lắm hả? Dạ. Bây giờ con nói với giám đốc của con á, giảm bớt bớt công việc của con lại được không? Trời ơi, lúc này má thấy con hốc hác bơ phờ quá trời quá đất luôn á. Con đi làm chứ đâu phải đi chơi đâu mà má kêu xin nghỉ là xin nghỉ được. Thì má lo cho con. Má thấy con hốc hác thì má thấy sao má nói vậy thôi mà. Nè. Sao vậy má? Thì cái váy này nè, con mua nào vậy? Hả? Thì con mới mua đó. Trời ơi, hôm bữa má mới thấy con mua cái áo màu hồng còn đẹp quá trời quá đất luôn, mà tự nhiên bây giờ đi mua thêm cái mới nữa là chi vậy? Hả? Nè, phải biết tiết kiệm lại nghe không? Không có được tiêu xài phung phí nghe không? Có đâu bao nhiêu đâu má. Với lại con đi làm được thì con cũng phải xài được chứ. Con á, tối ngày cứ phung phí không à. Rồi đến lúc đau ốm bệnh tật rồi sao? Mình phải phòng những cái lúc mà bị rủi ro hay là những lúc hữu sự có tiền để mà xài chứ. Xài kiểu như con không có được đâu á. Má, con biết rồi. Con nói hoài à. Quên nữa. Má thấy quần áo đồ đạc của con á, cái nào mà con ít mặc hay là con hỏng mặc á, con gom lại đi rồi bữa nào mình đem cho người ta. Con thỉnh thoảng vẫn mặc mà. Mặc đâu? Má để ý má có thấy con mặc đâu. Để đó hoài vậy đó. Bữa nào gom lại rồi má đem cho người ta, không? Thôi được rồi má, con biết rồi. Thôi con đi tắm cái nha má. Má ơi, má xuống cơm ơi. Anh cứ ăn cơm đi, không phải gọi má đâu. Má. Em nói là má anh không cứ... ăn đâu. Má không có đói. Từ sáng giờ má có ăn cái gì đâu mà không đói, xuống ăn cơm tụi con cho vui nè má ơi. Em đã nói anh là cứ ăn đi mà, má không có ăn. Nhìn cái thái độ của em lạnh rành quá rồi. Em với má mới cãi nhau chuyện gì nữa đúng không? Em chỉ nói với má là từ nay má đừng có lo nữa, má đừng có hỏi nữa. Có vậy thôi mà má giận em đó. Em nói vậy sao được? Má là má ruột của em ha. Má lúc nào cũng thương em cho nên á, má đã từng ly từng tí lo cho em rồi á. Em đổ ra là em cãi má vậy. Má là má của em mà, làm sao mà em không thương má được. Nhưng mà anh có phải là hoàn cảnh của em đâu mà anh biết. Mỗi một ngày có những cái chuyện mà đi đi lại lại mà má cứ hỏi em hoài à. Rồi em lớn rồi, em đi làm rồi. Từ cái việc mua quần, mua áo, em đâu phải là đứa con nít 5 tuổi đâu mà cái gì mà má cũng phải trả lời em để hỏi em nữa. Thì chí ít đó, em phải giải thích nhẹ nhàng cho má hiểu. Má biết rồi má không hỏi nữa vậy thôi. Ủa? Má, em đi ra làm sao dọn cơm liền cho má ăn cơm nè. Tệ lắm. Nãy giờ má đứng ở trong má nghe hai đứa tụi con nói hết rồi. Bây giờ con cảm thấy là có má ở trong căn nhà này là con sống không được thoải mái đúng không? Má làm phiền đến cuộc sống của tụi con đúng không? Kiệm má, ý con không phải vậy mà. Con mới nói đó. Con nói con đi làm con xài tiền của con không dám mua đồ. Con không dám làm cái gì hết là tại má phải không? Bây giờ tụi con đủ lông, đủ cánh, đủ lớn rồi. Tụi con không cần đến người má này nữa phải không? Dạ tụi con không có ý đó đâu thôi má. Má đừng có nghĩ như vậy mà. Con thương má mà má. Má nói cái gì? Má làm cái gì?
là má đều thương hai tụi con hết, má đều quan tâm đến tụi con hết. Má đi về quê, má không ở đây nữa, cho con vừa lòng, con chịu không? Má bớt giận mà. Trong tiểu phẩm thì cô gái cứ cho rằng cái việc quan tâm của người mẹ làm cho cô ấy cảm thấy là ràng buộc và quá là ngột ngạt đi. Anh cảm nhận như thế nào ạ? Đây là gọi là vấn đề muôn thuở của các ông bố bà mẹ với lại con cái trong nhà. Dạ. Thì con cái luôn luôn muốn bung để trưởng thành, để phát triển. Bởi vì phải lăn xả ngoài cuộc đời thì mình mới thành công, mới trưởng thành được. Còn ba mẹ lo, lo là con ra nó sẽ bị nguy hiểm, con tiêu xài phung phí thì sẽ có thói quen xấu, con đi đứng không cẩn thận thì sẽ bị tai nạn. Một bên thì lo trên áp xuống, còn ở dưới thì muốn bung lên. Thì như vậy nó dẫn đến một cái sự xung đột. Và đây là xung đột ngàn đời nay rồi. Và anh có coi một cái bộ phim, một phim hoạt hình, là một phim gia đình nhà Tiền Sử. Thì cái gia đình nhà Tiền Sử này ở trong hang. Thế là ông bố mới cấm con gái là ban đêm không có được đi ra ngoài. Ban đêm là phải chặn cái hòn đá, che cái nắp hang lại. À, Thảo Ly có coi chuyện này, anh kể tiếp đi nghe rất là thú vị ạ. Và ở trong buổi tối chỉ được ở bên trong thôi. Và thế là đứa con gái cũng là cô con gái cũng rất là bức bối, bởi vì tối nào suốt bao nhiêu đêm rồi ban đêm chỉ được ở trong nhà mà không có được bước ra bên ngoài, cũng rất tò mò thế giới bên ngoài. Cho một đêm cô ấy đã lén hé mở cửa hàng đó và cô ấy đi ra ngoài để ngắm sao. Đó là lần đầu tiên trong đời cô ấy ngắm được bầu trời đầy sao, thấy được những cái sinh vật mà sống về đêm, rồi gặp được một cái cậu bé bên ngoài nữa chứ. Và cái nhân vật cuối cùng mà cô bé gặp đó chính là con thú dữ. Và con thú dữ đó rượt theo và ăn thịt cô bé này. Và cô bé chạy bán sống bán chết và xém suýt nữa là bị mất mạng. Thế cho nên là cô bé chạy rất xa hang rồi. Và lúc đó thì ông bố giật mình tỉnh dậy thì không thấy cô con gái của mình đâu. Bắt đầu là lập tức là huy động cả nhà đi tìm kiếm. Thế cho nên là trải qua biết bao nhiêu trung chiên, biết bao nhiêu giai đoạn, biết bao nhiêu khoảng thời gian, rất nhiều chuyện xảy ra. Như vậy cuối cùng hai bên cũng gặp được nhau vỡ òa và ôm nhau khóc. Ông bố xin lỗi cô con gái và con gái xin lỗi ông bố. Và lúc đó thì cô con gái đã rất trưởng thành và cô ấy đã đầy kỹ năng sống. Bây giờ gặp thú dữ không sợ nữa, gặp thú dữ là biết cách thoát rồi. Còn ông bố thì lúc đó mới nhận ra, khi cho con mình ra khỏi hang thì mới con mình mới trưởng thành, nó mới học được những thứ mà ngoài cái thứ ở trong gia đình có. Vì vậy phải cho con ra ngoài con mới lớn lên. Nhưng lúc đó thì cô gái lại nhận ra bố không cho mình ra ngoài, lý do bởi vì bố lo, bố sợ mình gặp nguy hiểm. Hai người mới nhận ra được cái tâm ý của nhau, nhận ra được cái nguyện vọng của nhau, cho nên hai người mới bắt đầu xin lỗi nhau. Thì phải chi trường hợp đó, lúc mà cô gái còn ở nhà, ông bố dạy cho cô con gái cái cách để ứng xử khi gặp thú dữ đi. Rồi sau đó cho con có thể là thực hành, thực tập, rồi sau đó cho con có thể bước ra ngoài. Thì như vậy con sẽ tương đối an toàn hơn, thì bố ít đỡ lo hơn. Còn cô con gái thì trước khi mà lén bỏ ra ngoài đi, thì có thể là chia sẻ với bố về cái cảm xúc của mình. Nhờ bố dạy cho mình những cái nguy hiểm ở ngoài kia, cách để ứng phó nguy hiểm ngoài kia. Thế vậy khi mà cô con gái bước ra ngoài thì đã không gặp những cái nguy hiểm lớn đó. Cho nên là chúng ta thấy ở đây phải có sự cân bằng, dung hòa là gì? Ba mẹ phải bớt sự kiểm soát lại một chút, đồng thời trang bị cho con những kỹ năng sống. Và lúc đó mới cho con bắt đầu bước ra bên ngoài để con có thể trưởng thành hơn. Thì như vậy nó sẽ dung hòa được cái mối quan hệ hai bên. Như trong tiểu phẩm vừa rồi, Thảo Ly thấy là có vẻ như người con gái phản ứng khá là gay gắt. Thay vì cách như vậy thì có cách nào khác để mà dung hòa được tình cảm của mẹ con với nhau hay không ạ? Hồi nhỏ riêng Thảo Ly coi, hồi đó Thảo Ly có bị ba mẹ kiểm soát và có bao giờ bùng nổ nổi loạn giống vậy chưa? Dạ có rồi. Chắc là chúng ta ai cũng có đúng không? Dạ. Thảo Ly nếu như bây giờ là một người mẹ rồi, mà nếu như quay trở lại cái thời mà mình là một đứa con, thì Thảo Ly nghĩ rằng Thảo Ly sẽ cư xử lại như thế nào? Thảo Ly nghĩ là nói ra mong muốn của mình, và cũng cho biết cái cảm giác của mình khi mà bị kiểm soát như vậy thì sẽ có cảm giác ra sao. Và đồng thời đôi khi là tại vì hồi nhỏ thì có thể là mẹ của Thảo Ly thấy là mình chưa đủ trưởng thành, chưa đủ tự lập, lo sợ. Nhưng trong trường hợp như tiểu phẩm vừa rồi là cô gái này đã trưởng thành rồi, tại sao vẫn còn lo lắng, tại sao vẫn còn quan tâm đến mức mà gọi là quá cái mức cần thiết luôn. Thảo Ly cũng đang tự hỏi là lý do là tại sao lại như vậy. Như trong trường hợp này thì cô gái phải thay đổi như thế nào? Cái này có thể gọi là quán tính. Bởi vì cha mẹ đã chăm con quen rồi, từng ly từng tí rồi, bắt đầu nó đã hình thành được mấy chục năm rồi, cho nên bây giờ con đã có chồng, nhưng mà mày vẫn giữ cái thói quen cũ.
Thế cho nên nó sẽ khiến cho con cảm thấy nó ngột ngạt và khó chịu thôi. Và như vậy nó sẽ bị, mình sẽ bị giục con ra khỏi bàn tay của mình. Giống như nắm một con cá trê vậy, nó càng nắm chặt thì nó sẽ càng giục ra. Và cha mẹ càng kiểm soát thì con sẽ càng muốn bung ra, sẽ muốn đi khỏi cái căn nhà đó. Cho nên trường hợp này thứ nhất là bố mẹ, nếu như con đã trưởng thành, đã lớn, thì như vậy chúng ta cho con tự quyền kiểm soát. Đặc biệt chúng ta chỉ có những lời tư vấn thôi, con nhớ cẩn thận cái trường hợp này nè, nếu như làm như vậy nó sẽ nguy hiểm nha. Hoặc là con lên trên mạng con trò chuyện những người này thì coi chừng những người xấu nha. Hoặc là con nếu như tiêu dùng thì mua cái này nó tiết kiệm hơn nè, mua kia nó sẽ mắc hơn. Như vậy mình chỉ nói một lần thôi, rồi sau đó cho con có quyền con sẽ tự kiểm soát cuộc sống của con mà con đã lớn. Và con sẽ vấp tắc vài lần đấy, con sẽ mua nhầm vài lần, sẽ bị lừa một vài lần lại là vậy, nhưng con dần dần sẽ khôn ra. Và như vậy chúng ta cũng hướng dẫn con rồi sau đó cho con tự trưởng thành. Còn riêng với cô gái thì bây giờ phản ứng thế nào đây? Thì quay trở lại câu hỏi của Thảo Ly, thì cô gái có thể phản ứng thứ nhất là giống như Thảo Ly nói là nói ra cảm xúc, chứ đừng có bực bội, con bực quá, hoặc là mẹ đừng có như vậy này nọ vân vân, thì nó phản ứng hơi quá, nói ra cảm xúc của mình nhưng nói một cách thật là lễ phép. Mẹ, thực sự thì con năm nay con đã 29-30 tuổi và con có chồng rồi, cho nên là con có thể biết được là nên mua cái gì, con có thể biết được rằng con nên tiêu dùng ra sao, con có tính toán rồi. Trên cái này mẹ đừng có lo nữa, mẹ lo thì mất công mẹ nặng đầu lắm ha, để cho con tập để mà con sống trưởng thành đi, thì mình tâm sự với mẹ thôi. Rồi bên cạnh đó mình có thể là giải thích là cái này con lý do tại sao con lại mua cái này, mà con mua cái này bởi vì nó cần, tuy nó mắc thiệt nhưng mà nó xài được rất là lâu, còn mua cái đồ kia thì nó rẻ thiệt nhưng mà xài nó mau hư lắm, thì con thấy tính ra mua cái này nó lợi hơn, thì mình giải thích cho mẹ hiểu. Thì như vậy chúng ta, nhưng mà dù giải thích như thế nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng nên có một sự thông cảm là ba mẹ cũng sẽ hơi khó để mà có thể thay đổi, vì ba mẹ đã quen thương mình rồi, quen lo cho mình rồi, mỗi lần như vậy cứ mỉm cười cảm ơn ba cảm ơn mẹ con biết rồi. Thì như vậy chúng ta mở lòng hơn với những cái lời khuyên của họ, bởi vì đôi khi đến một ngày nào đó bạn thèm được họ khuyên, bạn thèm được họ nhắc nhở nhưng mà bạn không nghe được thì sao? Dạ. Còn trong trường hợp này thì theo anh là cha mẹ nên làm gì để mà mình có thể điều chỉnh cái cách mà mình quan tâm lo lắng trong cái mức mà con cái cảm thấy là dễ chịu và đón nhận ạ? Có hai hướng. Thứ nhất là giống như ông bố trong câu chuyện người tiền sử mới nãy đi, thì trước khi cho con ra ngoài thì dạy con bên ngoài có những nguy hiểm gì, có con cọp, có con ma mút, có con hổ, có con gì, hay dạy cho con trước. Thứ hai, khi gặp cọp con nên làm gì, khi gặp hổ con nên làm gì. Thứ ba, làm sao để đừng gặp cọp, làm sao để đừng gặp hổ, dạy cho con kỹ năng trước. Thì như vậy, một là hướng dẫn con cái cách ứng xử để có thể tự chăm sóc bản thân, thì đó là điều thứ nhất cha mẹ nên làm. Điều thứ hai nữa, nếu như con đã lớn thì chúng ta có thể nhắc nhở con, nhưng nhắc theo kiểu là hỏi con. Ví dụ như thấy đứa con mua một món hàng rất là đắt, chúng ta thay vì nói con đừng có mua đồ mắc, mua như vậy là phung phí, đó là áp đặt rồi, con chúng ta hay hỏi là gì, ồ cái món này nó cũng hơi mắc nè, nhưng mà vì sao con mua món này mà không mua món kia cho nó tiết kiệm, thì cho con có cơ hội giải thích. Và thông qua đó cũng là gọi là nhắc khéo con. Hoặc là thí dụ như là con đi sớm về trễ đi, mình nói con đừng có đi về trễ nha, chưa 5:30 đi làm về nhà đi, đừng có đi ra ngoài, như vậy là mình đang cấm, mình đang áp đặt. Không, mình nên hỏi là gì, à con 5:30 thì mẹ chờ cơm đó, con nhớ về nhà ăn cơm nha, nhưng mà nếu về không được thì nhớ nhắn cho mẹ biết trước để mẹ khỏi chờ. Thì như vậy chúng ta hỏi, hoặc là chúng ta có những cái hướng mở cho con, chứ chúng ta không phải là chỉ có một đáp án là bắt con phải làm. Thì tôi nghĩ như vậy con sẽ không có bị phản ứng, mà con chỉ lắng nghe theo kiểu là gì? À, mẹ thương mình, mẹ lo, mẹ nhắc mình thôi. Thảo Ly có học về một cái khóa mà chuyên về leadership, là dẫn dắt, thì thậm chí là ngay cả bản thân của mình thì cũng phải tự dẫn dắt mình. Trong một gia đình thì cha mẹ cũng cần học cái cách dẫn dắt con cái. Và nói về leadership là cái người mà dẫn dắt á, thì cái kỹ năng rất là quan trọng mà cần thiết phải có, đó chính là quan sát, lắng nghe và đặt câu hỏi. Thì hồi nãy giờ Thảo Ly nghe tiến sĩ tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu khi mà chỉ cách cho mọi người điều chỉnh lại, thì đầu tiên cứ hay đặt ra câu hỏi. Thì Thảo Ly nghĩ là kỹ năng đặt câu hỏi rất là quan trọng, thay vì là mình áp đặt, thay vì là mình phán xét. Và hy vọng là qua những chia sẻ vừa rồi thì quý vị phụ huynh cũng như là con cái ở trong nhà có thể tìm được tiếng nói chung và có thể biết cách để mà tạo ra cái sự yêu thương, đáp ứng sự yêu thương theo đúng nhu cầu của đối phương mong muốn. Cảm ơn tiến sĩ tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu ạ. Cảm ơn Thảo Ly. Và quý vị thân mến, đôi khi chúng ta chỉ cần thay đổi một chút thôi, từ câu cầu khiến sang câu hỏi, nó cũng có thể là hóa giải được cái sự phản ứng của con cái rồi.
À, xin chúc quý vị sẽ có một cái cách ứng xử mới khi con chúng ta đã bước sang một lứa tuổi mới. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.